Hôm trước thì em có lên về một mẫu xe Spark số sàn mà giá chỉ có 75-80 triệu thôi. Thì hôm nay tiếp tục ngày hôm nay thì em hướng dẫn lại lên một chiếc xe Spark nữa. Nhưng điều đặc biệt tại em Spark này sẽ là số tự động và cũng là biển D. Biển D là van đăng ký 2 chỗ ngồi, nhưng điều đặc biệt tại em này số tự động các bác nhé. Được sản xuất vào năm 2011 nhưng mà đăng ký lăn bánh là 2016 các bác ạ. Form dáng đẹp như thế này mà giá chỉ có 155 triệu thôi. Và điều đặc biệt là em này là số tự động 1.0. Thiết kế thì là 5 chỗ ngồi, nhưng mà nếu mà đăng ký của em nó thì là 2 chỗ ngồi các bác nhé. Vừa đi gia đình này, vừa đi lấy hàng, hay là các bác có thể chở lắp đặt các thiết bị quanh quanh trong xã, trong huyện rất là ok luôn, hoặc trong tỉnh rất là ok. Đi lên các tỉnh thì các bác về đúng vị trí cho em là 2 chỗ các bác nhé. Bác nào đang quan tâm về chiếc Spark đời 2011 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2016 thì nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để em Lê Hương tư vấn nhé. Bác chủ cũ thì yêu thích sự thể thao này, các bác nhìn này, một chiếc Spark độ lên rất là nhiều đồ chơi, la răng xương cá này, có cái cánh diều ở trên này, phía sau xe này chắc là bác là một người thích yêu thích là bóng đá rồi, Manchester United. Các bác nhìn này, dàn lốp rất là dày, hệ thống la răng rất là đẹp luôn. Và điều đặc biệt là em này các bác chủ cũ là độ lên rất là nhiều đồ chơi luôn các bác nhé. Các bác nhìn luôn ở bên trong cho em này. Điều em thích nhất là chiếc xe Spark số tự động này không chỉ là ăn ít nhiên liệu, dễ đi, form dáng nhỏ xinh, mà bác chủ cũ này độ lên một cái vô lăng cực kỳ chất cho em luôn các bác này. Vô lăng cực chất luôn, vô lăng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi nhưng các bác nhé. Đó, thiết kế bên trong này rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn, mặt đồng hồ cũng vậy. Điều hòa mát lạnh, có cả la bàn đầy đủ cho em, lên màn hình giải trí rồi. Củ số phanh tay cực đẹp, phanh tay đây, không mòn không bóng này, củ số này. Cực kỳ dễ sử dụng cho một chiếc xe Spark trên 100 triệu. 155 triệu em vẫn còn bớt thêm cho mình. Những bác nào đang yêu thích về dòng xe Spark thì không thể bỏ qua đâu ạ. Nhất là những dòng xe mà giá tiền nó chỉ có hơn 100 mà máy số đi thì ngon. Trần thì các bác nhìn nhá, trần nỉ nguyên zin luôn. Đây, xe công vụ của em Hương mấy hôm nay rời mưa để em bỏ ra đi lại rất là thoải mái luôn. Ở phía sau xe các bác nhìn này, phía sau xe thì thiết kế là như một cái giường, các bác có thể để lên như thế này là thành cái ghế, nhưng có thể để hạ hết xuống nhá, hạ hết xuống thì như một cái giường luôn. Khoang hành lý rất là rộng rãi, nếu như các bác nào mà bên lắp đặt trang thiết bị như điều hòa này, máy lạnh này, hay những bác nào mà có vợ làm chủ shop spa này, mua một chiếc xe để đi lại thay một chiếc xe máy để có thể chở được nhiều hàng hơn thì đây nhá, quá là ok luôn. Xe quá là chất luôn mà giá chỉ có 155 triệu thôi. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh đầy đủ cho em, cam kết là không đâm xô và không ngập nước, form dáng đẹp xinh luôn. Đây, thảm rất là sạch sẽ luôn. Vô lăng thiết kế 3 chấu, đặc biệt là vô lăng hệ chơi người độ các bác ạ, hệ chơi người độ cực kỳ sành điệu luôn. Đó, từng con ốc nhỏ nhất em cũng quay cho mình. Đèn pha phía trước của em này là đèn halogen sợi đốt này. Các bác nhìn là cụm đèn pha phía trước rất là đẹp luôn. Có đèn phá xương, đèn gầm của em nó nhé, như là đèn hoa cà, hoa cải. Các bác nhìn cái bóng đèn gầm này rất là nhiều bóng luôn. Biển 22, biển D, màu trắng đẹp, số tự động. Đời 2011 nhưng đăng ký lăn bánh lần đầu là 2016 các bác nhé. Xe đi rất là ít thôi. Nước sơn màu trắng đẹp. Đây, tất cả những đường dập lổ trên thân xe thì cực kỳ sắc nét luôn. Bác chủ rất là ăn chơi luôn. Có cổng sạc 12V này, sấy sưởi kính đầy đủ, lấy gió trong ngoài, điều hòa hai vùng mát lạnh cho em. Ghế này, hàng ghế thứ hai thì bác chủ cũng có thêm một cái bộ áo da để ngồi cho nó mát lưng, ngồi rất là thoải mái. Và những cái hạt massage như này rất là mát này. Gương kính thì các bác chỉnh cái lốm bằng cơ này cho em nhé. Đây, sơn cái màu rất là đẹp luôn. 155 triệu mà keo chỉ zin, máy số thì cực chất cho em luôn. Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại để em Lê Hương tư vấn trực tiếp cho mình. Xe chỉ có hơn 100 triệu nhưng đầy đủ cho em. Màn hình giải trí, điều hòa thì mát lạnh luôn. Ghế này rộng rãi thoải mái cho em. Phía sau xe đây thì các bác có thể hạ kính bằng cơ như này nhá. Đời này sẽ hạ kính bằng cơ, ghế da thì cực kỳ cao cấp luôn. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh, 4 cánh cửa đều là keo chỉ zin. Đây ạ. Bộ la răng cực đẹp luôn. Bây giờ thì em Hương vừa mới về nên em Hương sẽ quay luôn để khách hàng nhà mình cùng xem. Nhưng mà sau video này thì em sẽ cho đánh bóng một chút để cho nó nhìn nó sắc sảo hơn một chút nhé. Đèn hậu phía sau thiết kế to bản này, có cam lùi đầy đủ cho em rồi các bác ạ. Có cam lùi đầy đủ hết rồi. Đây, khoang hành lý phía sau đây, nước làm mát động cơ, bác đây cũng mới cho làm mát lại động cơ thôi.
Cái này các bác có thể hạ xuống nhá. Cái này có thể hạ xuống thì nó sẽ là một khoang hành lý cực kỳ lý tưởng à. Hai chỗ ngồi, biển van, từng con ốc nhỏ đẹp như thế này, không đâm xô và không ngập nước, xe lên nhiều đồ chơi, bộ la răng xương cá, cánh gió thể thao đầy đủ cho em rồi, và thêm cho em một cái vô lăng cực chiến luôn, phải gọi là sập bắc siêu nhân cực chiến các bác ạ. Còn đây là bên trong khoang động cơ máy móc của chiếc xe sập bắc số tự động, đăng ký hai chỗ ngồi đời 2011, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2016 các bác nhìn này. Riêng cái phần cổ hút của xe nó cũng khác biệt so với những dòng xe khác rồi các bác nhìn không, thiết kế như cái đèn ngủ luôn, nhìn rất là hay luôn nhé. Ốc nhái không hề bị vặn mở này, ốc chân máy, ốc vặn máy luôn còn đẹp như thế này. Máng nước hai bên, thảm chống nóng giảm nhiệt, keo chỉ zin toàn bộ, lắp cabo cho em ạ. 155 triệu là giá mà em Lê Hương đang chào bán tới tay khách hàng. Máng nước hai bên em quay chi tiết này. Nước làm mát các bác vừa rồi thấy đấy, trong cốp vẫn còn cái chai nước làm mát bác chủ mới mua. Đó, mua hẳn nước làm mát xịn sò luôn nhé. Xe thì cực chất luôn mà giá chỉ có hơn 100 thôi. Bác nào mà đang tập lái này, hoặc là mua về với mục đích sử dụng, vừa chở gia đình, vừa chở hàng được, hoặc mua cho bà xã nhà mình đi lấy hàng, thì không thể bỏ qua đâu ạ. Spark đời 2011, đăng ký lăn bánh 2016, giá chào bán 155 triệu. Kết nối qua Zalo cho em Lê Hương đi ạ, 0354602790, hoặc đến trực tiếp với địa chỉ 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương, để được xem xe và trải nghiệm xe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.